Xin chào bà con, đã trở lại với kênh Ốc Bươu Đen. Thì hôm nay Ốc Bươu Đen sẽ hướng dẫn chia sẻ cùng bà con một cái kỹ thuật để mình quản lý cỏ dại trên đồng ruộng. Thì trước tiên Ốc Bươu Đen xin nói là vụ mùa chính đông xuân lại bắt đầu, thì quản lý cỏ và lúa cỏ là rất cần thiết ha. Thì hôm nay Ốc Bươu Đen sẽ chia sẻ cho bà con cách quản lý cỏ trước khoảng lúa mà lên khoảng chừng 12 ngày đến 18 ngày. Thì trong thời gian đó Ốc Bươu Đen sẽ hướng dẫn cho bà con quản lý lúa cỏ. Hiện tại có một sản phẩm quản lý lúa cỏ rất hiệu quả ha. Còn hôm nay thì Ốc Bươu Đen sẽ chia sẻ cho bà con kỹ thuật cũng như một cách đặc biệt của một số chú nông dân, cũng như Ốc Bươu Đen đúc kết qua các cái thời gian công tác trong ngành, để có một cái kỹ thuật để quản lý cỏ rất là hiệu quả mà ông đang tâm đắc nhất. Thì bà con mình biết rồi đó, cỏ là cái cây cao trồng không cần thiết nhất trên đồng ruộng của mình. Nếu mà nó lớn á, thì cây lúa mình nó sẽ mất chất dinh dưỡng, và đặc biệt á, là nó chèn ép lúa, giết làm lúa mình thất luôn. Nếu mà mọc nhiều quá, bà con mình quản lý không hết, thì thứ nhất tốn công nhổ, thứ hai là mất diện tích lúa ở đó. Nếu mà không nhổ thì mất diện tích lúa đó, năm nhất thì mất ít, năm hai thì sẽ mất nhiều hơn do bông cỏ nó rụng lên nhiều. Thì bà con mình quản lý cỏ làm sao triệt để, thì trước tiên là bà con phải làm ruộng cho bằng phẳng. Thì ở đây Ốc Bươu Đen có quay cho bà con coi cái miếng ruộng thì nó cũng không được bằng cho lắm. Thì những chỗ cỏ mọc á, đa phần là những chỗ gò, bà con mình làm không hết cái bằng phẳng nên cỏ nó sẽ tập trung gì đó. Thế mà còn bởi vậy khâu làm đất rất là quan trọng, nên bà con mình chú ý ha, trục trạc đồ bằng phẳng chút. Nếu mà mình không có trục trạc được bằng phẳng á, thì mình cũng gắng cố gắng ha, để mình đưa nước vô ém đồ sao cho nó tốt nhất có thể. Nếu mà mình đưa nước từ đầu này tới cuối đầu á, mà cái chủng có chủng ngập thì lúa mình nó cũng bị ảnh hưởng nha bà con. Rồi bây giờ Ốc Bươu Đen sẽ chia sẻ cho bà con một cách bí quyết để mình quản lý cỏ cho nó hiệu quả. Thì bà con mình biết rồi đó, hồi đó giờ có nhiều bà con mình phun thuốc cỏ hay trộn cái ure hay đạm ha, đạm để mình phun thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng hôm nay Ốc Bươu Đen sẽ chia sẻ cho bà con mình bí quyết trộn phân với thuốc cỏ để mình quản lý cái hiệu cỏ nó sẽ hiệu quả nhất có thể. Bà con mình sẽ làm đất xong, sau khi làm đất trục trạc lần cuối á, bà con mình đánh rãnh xong xuôi rồi mình ém nước lại, mình để nước càng thấp càng tốt bà con. Thì cố gắng giữ nước làm sao được khoảng một lóng tay là tốt nhất. Nếu bà con mình nói chung là cái lượng nước mà mình ém lại á, thấp nhất có thể, bà con mình có thể ém lại được nước thấp nhất ở đối với đầu gò đâu nha. Quan trọng là nhất mấy cái gò á, bà con mình ém lại kỹ kỹ một chút để mình quản lý hiệu quả nhất. Thì cái lượng phân để mình trộn với thuốc cỏ là một công á, bà con mình trộn 10 kg phân UG hạt nhãn là phân lạnh á ha. Phân lạnh bà con, có số bà con kêu phân lạnh á, phân lạnh hạt nhãn nha. Hạt nhãn thì hạt nhãn ở đây có thể là UG Phú Mỹ á, Phú Mỹ là hạt nhãn nhất đó. 10 kg UG cộng 100-200 ml thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm ha bà con. Thí dụ mà con mình trục trạc xong mình ém lại chiều lại nay hôm nay, cái mình trộn phân 10 kg UG với 100-200 ml thuốc cỏ, thì bà con mình đối với một công. Còn 5 công thì bà con mình trộn một bao UG với một chai thuốc cỏ tiền nảy mầm, chiều mình gãi ém nước xong xuôi cái mình gãi để đó ngâm một đêm, sáng hôm sau mình rút nước ra bà con, rút nước ra mình xạ lúa bình thường đó. Thì mình trộn phân mình gãi để một đêm nha bà con mình, nhớ chú ý là ém nước trộn phân thuốc cỏ để gãi một đêm
Sau đó nếu 2 ngày sau mình xả lúa rồi, 2 ngày sau mình sẽ phun diệt mầm một cái nữa các bà con. Đó, bà con mình có phun một cái nữa diệt mầm nữa thì mình sẽ quản lý cái cỏ hiệu quả hơn là cái bà con mình phun té nước. Nếu bà con mình phun cỏ té nước trộn nước á, gãi phun đó cũng được, ok, nhưng mà hiệu quả không bằng mình trộn phân ha. Thì bà con sẽ thắc mắc là trộn phân như vậy khi mình rút nước ra phân nó có ra không, thì kính thưa bà con là có ha. Này lúc nào mình cũng có, nói chung là cũng có thất thoát, nhưng mà số lượng mình không có đáng kể đâu. Và đặc biệt á, thí dụ bà con mình trộn phân như vậy rồi mình xạ lúa xuống cây lúa sẽ bắt được cái phân đó liền, để mình sẽ giảm được cái đi cái cử phân lần đầu luôn. Bà con có thể cử phân lần đầu bà con khỏi quăng cũng được, tiết kiệm cái chi phí lại, nhưng mà mình quản lý cái cỏ nó hiệu quả. Bà con nhớ là cái lượng UG á, lượng phân lạnh mình gãi là đúng nha, 10 kg, thấp quá không được nha. Tại vì ốc bươu đen nghiên cứu với lại thực tế của bà con mình xài á, thì 10 kg nó đã đủ cái độ lan tỏa ra cho một công lúa của mình. Là mình vừa UG bà con biết á, phun gãi xuống á, gãi xuống ruộng á, thì nó sẽ té té ra, cái độ lạnh nó bắn ra. Bắn ra thì 10 kg thì đủ cái diện tích. Còn xét về chi phí để mình làm như vậy thì có mắc hay không, thì kính thưa bà con thì nó không mắc. Nếu mà mình tính ra cái lượng phân mình trộn mình gãi như vậy là ví dụ khoảng chừng 200.000 đi, một công đối với công nha, bà con mình trộn mình gãi khoảng 200.000 thì so với ngày công thì mình cũng chỉ có một ngày thôi. Và đặc biệt á, là bà con mình đỡ cái cử phân lần đầu nữa, nên cái việc chi phí như vậy bà con mình không có đáng kể đâu, mình tiết kiệm được lợi rất nhiều ha. Bà con mình cố gắng để quản lý cỏ dại, tại vì đông xuân á, là cái vụ chính, và đặc biệt năm nay giá lúa rất là cao, nên bà con mình chú ý về cái cỏ ha. Và lúa cỏ thì bà con mình có thể đón xem video tiếp theo của kênh YouTube Ốc Bươu Đen về cách quản lý phòng trừ lúa cỏ ha. Thì Ốc Bươu Đen sẽ chia sẻ cho bà con một cái sản phẩm rất là hiệu quả để mình cũng trộn phân gãi luôn ha bà con. Thì bà con mình ở đây thuốc cỏ diệt mầm hay tiền nấy mầm thì bà con mình có thể mua ở đại lý nhiều sản phẩm thuốc cỏ khác nhau, nhưng mà nó cũng có một hoạt chất và hiệu quả như nhau, nên bà con mình xài cái hàng nào thì bà con mình cứ xài ha. Nói chung mới hay cũ gì bà con mình xài cũng được hết, thuốc của công ty này công ty kia đâu bà con mình đều xài được hết. Mình cứ công thức là trộn phân gãi như vậy. Đặc biệt đó là bà con nhớ giữ nước nha, lưu ý sau khi mà quản lý cỏ kiểu này là bà con nhớ giữ là giữ nước thấp nhất để mình trộn phân mình gãi, ngâm là một đêm hoặc là một ngày, có thể sáng bà con mình trộn phân gãi ngâm đó, chiều bà con rút hết nước ra xạ, hoặc là chiều mình trộn phân gãi sáng hôm sau rút nước ra xạ, trục trại xong hết rồi nha bà con. Thì cảm ơn bà con đã quan tâm và đồng hành cùng kênh YouTube Ốc Bươu Đen. Nếu bà con thấy hay thì đăng ký để theo dõi những video tiếp theo ha. Kính chúc bà con.